Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái comment ở trong C công cộng cũng như là một số cái ngôn ngữ lập trình khác. Về để nói về cái comment trong C công cộng thì mình đưa ra một cái ví dụ. Đây là một cái đoạn cốt nhỏ mình đã viết sẵn. Và ở đây mình thêm một cái sau đây nữa. Và sau đó chúng ta compiler cái đoạn code này. Các bạn đã thấy thì ở đây nó sẽ báo lỗi. Đấy. Hàng 6, hàng 7. Đấy. Thì ở đây nó báo lỗi. Mình cũng không cần quan tâm vì ở đây nếu ta thêm hai cái dấu sút sượt sượt này. Đấy. Và sau đó compiler lại cái chương trình. Đấy, thì nó lại sẽ chạy bình thường. Đấy. Thì comment nó là những cái ghi chú khi các bạn lập trình, và công dụng của nó thì nó sẽ ghi lại cái hàm hoặc là câu lệnh đó nó sẽ có chức năng là làm gì. Vì nếu như các bạn quên cái đoạn code đó là gì hay là chương trình đó là gì thì mình có thể comment vào cái đoạn 6 của cái câu lệnh đó để khi nhìn vào thì mình có thể biết được đó là chức năng của cái câu lệnh đó là gì. Thì với một chức năng nữa là có thể là nếu như mình viết chương trình mà người khác nhìn vào không hiểu, và khi họ nhìn vào cái dòng comment đằng sau này, phía sau này, thì họ có thể dễ hiểu hơn, dễ đọc, dễ hiểu hơn ạ. Về cái mình nói thêm về cái comment này nữa, khi chúng ta thực hiện cái comment này thì khi biên dịch, khi chúng ta compiler đấy thì cái trình biên dịch nó sẽ bỏ qua cái comment này, và nó không biên dịch cái đoạn này. Bạn và ở đây mình muốn nói thêm một cái nữa, đó là cách comment. Thì cách comment ở đây là mình comment cho một dòng thì mình dùng hai dấu sượt sượt này. Đấy, hai dấu sượt sượt này là comment cho một dòng. Nếu như các bạn muốn comment cho một đoạn thì có thể dùng, ví dụ mình comment cho đoạn này đấy, thì mình sẽ dùng nút sượt sao ở đầu cái dòng mình muốn comment. Đấy. Thì những cái đoạn lệnh ở trong này thì nó sẽ trở thành một cái comment. Đấy. Tất cả những cái nằm trong dấu sượt và nốt sao thì nó sẽ là một cái comment. Đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.